chúng ta chưa, bởi vì đất nước ta còn nghèo và cái hoạt động đầu tư nó cũng chưa đến nơi đến chốn để nó là tạo lên một cái sản phẩm lớn cho du lịch. Thì đây nó chính là khi khách quốc tế hoặc các cái đối tác ở nước ngoài người ta đến Việt Nam, người ta thấy rằng à, với một cái sự đầu tư và kinh doanh nó có thể phát triển rất là tốt cho cái hoạt động phát triển kinh tế của người ta, thì người ta đầu tư vào. Thì đây chính là cái khuyến khích để đầu tư bằng vốn của nước ngoài. Rồi là chúng ta lại còn củng cố được các cái mối quan hệ quốc tế, tức là quảng bá được cái hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, tức là cái xã hội Việt Nam ra làm sao, cái chủ trương đường lối chính sách như thế nào. Đây là cái quảng bá về cái phong cảnh rồi cái con người đất nước Việt Nam, thì mình cho rằng nó là một cái giá trị trong cái vấn đề quảng bá về hình ảnh con người Việt Nam. Rồi là du lịch, em Bình Dương biết rồi, du lịch nó cũng là một cái hoạt động mà tạo ra cái công ăn việc làm cho người dân, tức là giải quyết Dạ được vấn đúng, đề lao chính động. xác. Em thấy không? Cái du lịch Dạ nó đúng rồi. tạo lên một cái việc làm cho người dân, tạo lên cái sức và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đấy. Rồi cho nên chính vì những cái vai trò vị trí của hoạt động du lịch nó rất là lớn đối với cái vấn đề phát triển kinh tế quốc dân. Thế thì nhà nước, đảng và nhà nước chúng ta hiện nay rất quan tâm đến lĩnh vực này. Bởi vì ngoài cái vấn đề là các cái ngành công nghiệp cũng như là hoạt động nông nghiệp đi, lao động sản xuất đi, thì cái phát triển về cái hoạt động du lịch cũng được đảng và nhà nước rất là quan tâm. Thành ra chúng ta bây giờ thấy cái hoạch định chính sách của đảng và nhà nước có gì, có cả luật du lịch, rồi là Dạ đúng có những cái chiến lược phát triển du lịch từ nay đến 2030 đến 2050, rồi là hoạt động đầu tư đấy, và rồi tất cả những cái thủ tục liên quan đến cái tính pháp lý cho hoạt động du lịch. Thì ở đây chúng ta lại phải đấu tranh đối với một số những cái kẻ thù địch, chúng luôn luôn là ra giả và xuyên tạc về cái vấn đề là ở Việt Nam cái thủ tục nó rất là khó khăn, rồi là hay là cái chi phí thế nọ thế kia rẻ như bèo để cho cái người khách nước ngoài, nhất là Trung Quốc, tràn ngập ở Việt Nam. Thì mình phải nói như này, anh rất đồng tình ở Bình Dương lúc đấy nói này, cái chi phí làm cái thủ tục để nhập vào Việt Nam và hoạt động du lịch đó, nó chỉ là cái chi phí nhỏ bước đầu tạo cái điều kiện thuận lợi nhất về mặt thủ tục, nhưng cái chi phí xã hội và cái chi phí cho hoạt động du lịch đó mới chính là cái lớn. Ví dụ anh nói đơn giản đó mới là cái là quan khi trọng. người khách khách du lịch vào Việt Nam ấy, thì cái gọi là thu nhập xã hội nó mới là lớn, tức là toàn bộ người dân và các cái địa phương khi đón tiếp khách du lịch đó chính lấy bằng cái nguồn thu mà người ta phải chi phí, thì đấy mới là quan Dạ. trọng. Ví dụ anh nói này, người ta làm cái giấy phép du lịch vào có 25 đô, nhưng khi một tuần ở Việt Nam người ta phải chi 100.000 đô chẳng hạn, ví dụ thế, mình nói ví dụ, Dạ. thì cái Dạ đúng 100.000 rồi. đô đó nó là cái thu ngoại tệ cho quốc gia này, thu hút cái nguồn ngoại tệ cho quốc gia. Cái thứ hai là cái thu nhập xã hội cho người dân, tất cả ví dụ như là từ cái tăm, từ cái giấy ăn, từ cái bữa ăn cơm bình Từ cái thường tên ba dịch bữa vụ chẳng hạn, ăn ngủ nghỉ, á. dịch vụ, tất cả các hoạt động dịch vụ, đấy là cái thu nhập xã hội, không không nhất thiết là nó phải nằm ở trong cái thu cho ngân sách nhà nước, mà người dân khi đã có thu nhập thì đương nhiên người dân, người ta bảo là dân giàu thì nước mạnh, thành ra là cái hoạt động thu nhập xã hội như nó là như thế. Thế thành ra là anh nói là cái vai trò vị trí giá trị rồi là của cái hoạt động du lịch nó rất là có ích. Cộng với hai là chúng ta nói về cái vấn đề người khách du lịch ở đây, thì thực ra thì cũng nói như anh Bằng Nguyễn là đất nước Trung Quốc là đất nước rộng lớn và đông dân, và hiện nay cái nền kinh tế của Trung Quốc người ta rất là phát triển, cộng với là cái mặt bằng xã hội và cái dân trí cũng như là cái điều kiện kinh tế của người dân Trung Quốc nó cũng đã được nâng lên rồi, và cái nhu cầu du lịch của người Trung Quốc nó rất là lớn. Thành ra hiện nay nó đi du lục trên cả thế giới, trên cả thế giới nhé, không có quốc gia nào là không có khách du lịch người Trung Theo Quốc. cực mình. Thế tuy nhiên ở Việt Nam là bởi vì tại sao? Bởi vì Việt Nam và Trung Quốc là liền kề. Hai là cái thủ tục và cái điều kiện của những cái người dân mà cái điều kiện không thể đi được một số những nước phương Tây hoặc các cái quốc gia xa xôi khác, thì người ta đến với Việt Nam. Người ta đến Việt Nam thì đương nhiên cái hàng 1,5 tỷ dân như thế thì nó sang đây một vài trăm nghìn người ở Việt Nam này chuyện bình thường. Thế nhưng mà vì bọn thế lực thù địch là nó cứ lợi dụng vào cái tâm lý người Việt ghét người Trung Quốc, và cái tâm lý là gì, chúng ta theo Trung Quốc, đảng bán nước cho tàu và dân ta làm nô lệ cho tàu, và hiện nay cái thực trạng xã hội là ở đất nước Việt Nam người tàu tràn ngập trên tất cả các địa phương, đấy là nó là cái sự xuyên tạc và thù địch, do cái sự thù địch Dạ đúng thôi, rồi. chứ người Trung Quốc hiện nay nó tràn ngập trên các quốc gia đấy. Thế thì hai nữa là cái lượng khách du lịch bình dân của Trung Quốc nó sang đến Việt Nam với cái phong cảnh tươi đẹp như thế này, cái tình hình, cái chi phí xã hội nó thấp, thành ra người Trung Quốc có thể là nhiều người cái điều kiện khó khăn nhưng người ta có thể đi đến Việt Nam. Thế còn Đúng một cái rồi, vấn điều đề kiện mình địa lý đi lại nó cũng dễ nữa. cho nên là mình phải đập tan lại cái luận điệu chúng nó ra giả, bởi vì nó lợi dụng cái sự cái tâm tư tình cảm và cái truyền thống người dân Việt mình ấy, thì bao giờ là mình cứ nói một cái điều trắng phớ ra này, bởi vì giặc phương Bắc.
Từ ngày xưa nó là kẻ thù truyền kiếp mà, hết cái triều đại phong kiến này đến triều đại phong kiến khác thì bao giờ có những cái mâu thuẫn và chiến tranh nổ ra, thành ra nó lợi dụng cái tâm lý người Việt ghét người Trung Quốc. Cái thứ hai, nó thấy người Trung Quốc ở tất cả các địa phương Việt Nam thì nó mới lợi dụng cái điều đó để nó xuyên tạc rằng Việt Nam bán nước cho Tàu và nhân dân Việt Nam sắp sửa trở thành nô lệ cho Tàu. Đấy. Thế nhưng chúng ta lại phải nói một vấn đề nữa là cái công tác quản lý về cái hoạt động du lịch. Hiện nay thì mình nói rằng đất nước Việt Nam thì cũng mới đang trong cái giai đoạn gọi là hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế, thành ra nó cũng không tránh khỏi có những cái chúng ta còn non hoặc là thiếu kinh nghiệm hoặc hạn chế về mặt xã hội. Thành ra cái vấn đề quản lý du lịch làm sao vừa đảm bảo an ninh và quốc phòng nhưng đồng thời vẫn đảm bảo về cái tính văn hóa, để tránh cái tình trạng là gì, bây giờ chúng lại lợi dụng là người Trung Quốc vào Việt Nam coi như là sử dụng các cái hoạt động dịch vụ các thứ như là của nó, để nó xuyên tạc là Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc. Mà cái thứ hai là cái nền và cái tính cách văn hóa của người Trung Quốc khi đi du lịch các quốc gia khác, thì bởi vì chúng ta biết người Trung Quốc thì cứ ăn ăn nhiều và nói lớn, thành ra cái ứng xử xã hội, cái văn hóa ứng xử xã hội đôi khi có những cái phản cảm. Tất nhiên nó chỉ là nó là thiểu số thôi chứ nó không phải hoàn toàn là tất cả các cái du lịch là như vậy, kể cả người phương Tây hay là người Trung Quốc đều có cái tình trạng đó. Tuy nhiên đối với cái số đông của người Trung Quốc thì cái tỷ lệ hạn chế đó là sẽ nhiều hơn là cái lượng khách người phương Tây. Cho nên mình phải 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 làm sao thấy cái thực tế đó để mình phản biện và mình đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc của các cái thế lực thù địch, và nó cứ cho rằng là cái người Trung Quốc tràn ngập ở Việt Nam. Rồi cái hoạt động bây giờ mình nói đơn giản này thôi, ngay như ở một số tỉnh biên giới phía Bắc, thực hiện theo cái chủ trương lãnh đạo của Đảng là một số tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc là người ta đã có những cái hiệp định về vấn đề du lịch giữa hai quốc gia và hai cái địa phương liền kề, ví dụ như Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc cùng với Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai của Việt Nam, thì có những cái hiệp định về cái việc là giản đơn nhất những cái thủ tục để cho dân của hai nước cùng qua lại giao thương về buôn bán cũng như là hoạt động du lịch. Và tới này xin nói Bình Dương là còn có cả cái xe tự lái, xe ô tô tự lái để cho phục vụ cho cái thuận tiện cho cái khách du lịch từ bên Trung Quốc sang Việt Nam và từ Việt Nam sang Trung Quốc. Nhưng nó có một cái quy định rất là chặt chẽ là xe tự lái đó chỉ được phép đi đến bao nhiêu cây số ở trong nội địa, chứ không phải là anh được một cách tự do theo kiểu vô tổ chức hoặc là không có cái nguyên tắc quản lý Có nhà một nước. cái lộ trình vạch sẵn chứ không phải Đó. là Ví dụ như là ở ở Quảng Ninh người ta đã làm rồi, ví dụ như là bên Hà Khẩu cái nó đi sang Móng Cái là đến được bao nhiêu km thì nó sẽ phải dừng lại chứ nó không được quá đà, hoặc là cái hoạt động đó anh phải chấp hành và tuân thủ các cái quy định của nhà nước Việt Nam hiện hành thì anh phải tuân thủ cái đó, chứ đâu có phải là như bọn nó xuyên tạc là bây giờ người Trung Quốc tràn ngập ở Việt Nam muốn làm gì cũng được và coi cái Việt Nam này là như là một tỉnh của Trung Quốc. Đấy, mình đấu đấu tranh ở chỗ đó. Thế còn một cái vấn đề nữa là mình cũng nghĩ là như thế này, cái người của chúng ta ấy, bản thân người dân chúng ta ấy, thì khi mà ứng xử và tiếp đón và phục vụ cái nhu cầu của đối tượng là khách du lịch quốc tế ấy, thì chúng ta cũng phải nâng cao hơn nữa về cái trình độ dân trí, nâng Hiểu cao rồi. hơn nữa về cái sự văn minh, để chúng ta tránh cái tình trạng là khi người ta đến với Việt Nam mà chúng ta có những cái hành hành động chụp kéo hoặc là ăn xổi thì tức là chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái lợi lâu dài, thì cái từ một vài cái cá nhân đó nó sẽ làm ảnh hưởng cái uy tín của Việt Nam trong vấn đề hoạt động du lịch. Cho nên là mình cứ thấy có cái thực trạng có những cái hạn chế, ví dụ như ở trong thành phố Hồ Chí Minh ở cái phố phố gì đấy, phố Tây à, Phố phố Tây Phạm Ngũ à, Lão phố 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 Phạm Ngũ Lão à. Phạm Ngũ Lão cũng có nhiều lúc là mình cứ chèo kéo về vấn đề bán các cái sản phẩm du lịch chèo kéo, hoặc là đôi khi nếu mà nói quá đi một chút còn hơn còn hơi bị lừa đảo khách du lịch về giá cả chẳng hạn. Tức là cái giá cả nó không thống nhất, cái giá cả nó có tính chất trục giật mà nó không có cái sự quản lý nhà nước hoặc không có cái ý thức tự giác của người làm dịch vụ du lịch, đôi khi là làm mất cái thiện cảm của cái khách du lịch đến với Việt Nam. Thì đây là cái mà mình cũng cần thiết phải nâng cao hơn nữa cái trình độ về cái dân trí, cái Đúng rồi, tính đúng tự rồi. giác và cái sự trung thực trong vấn đề hoạt động du lịch, thì làm sao để Việt Nam phải trở thành điểm đến. Bởi vì chúng ta đã có những cái là thiên nhiên ban tặng và có cái nét văn hóa truyền thống rất là có giá trị và ý nghĩa như vậy, thì đương nhiên là chúng ta phải nâng cao cả cái trình độ dân trí để làm sao Việt Nam nó trở thành một cái điểm đến của tất cả các khách du lịch trên quốc tế. Đấy, nó phải như vậy. Do nên là bây giờ anh Vương Hùng nói một cái điều là
cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động thì nó luôn luôn nó nhòm ngó và nó thổi phồng kích động và xuyên tạc những cái điều còn hạn chế ở trong nước. Khi chúng ta giải quyết được những vấn đề hạn chế trong hoạt động đón tiếp khách du lịch thì chúng không còn có cái căn cứ và cơ sở nào để chúng xuyên tạc và thổi phồng để chống phá nữa, thì cái đó thì chúng nó có chống đến bằng rời. Đấy, thì ngay cả bây giờ chúng ta làm, ví dụ như là trong cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng hay là những cái chính sách hoạch định của nhà nước, khi chúng ta làm một cách tích cực để và giải quyết được những vấn đề tồn tại hạn chế, đấy, thì chúng nó không bao giờ có cái cơ sở căn cứ để chúng nó chống phá.